khó chơi lắm. Điều kiện thì rất nhiều nhưng mà cái này của ông bao tiền đấy ông nhỉ? 7 triệu. 7 triệu thì cháu đang vừa rồi mua chịu mấy cây rồi đang chết dở. Đúng nhất để xem thôi. Bên có đâu, cứ hỏi cô không có đâu. Sáu, 7 triệu nha. Bết đấy, đây bết đấy. Mày không? Đấy, ngồi chưa? Ngồi chưa? Lắm từ như là quá đây à? Bết bát rồi. Chẳng lắm đấy, cháu đang đói há mồm. Đấy, bên này dao kéo rất nhiều. Ra đây các thể loại đồ cây, cưa kéo đục dao rồi xẻng xuống. Cái giấy là bao tiền ông nhỉ? Thế cũng 7 triệu. Cái túc thì bao nhiêu? Đây mà chẳng nghe hôm qua là xem rồi. 4 triệu. Nó nuôi béo béo ấy. Cái đơn cái đẹp quá. 7 lốp. Thua. 7 lốp lên được. Cứ đến 9 cũng không lên được. Túc, túc xịn này. Đây mới gọi là túc. Túc cần tìm. À, 7 quả dừa này để lấy mỏ. À, ông đọc số và giao lưu này. 0934 0934 309 309 788 788 rồi. Bố nhà. Bố nhà. Hướng quá, cây này dáng rất ổn không? Kết thúc dáng lai. Đấy. Cái này thì kéo. Kéo. Mấy lúa như tuần. Chắc chưa đục. Ra. Nóng mà nóng. Ô, hôm nay chị lại có cái xe đẹp quá. Cái này bao nhiêu đấy ạ? Hôm trước có bà chị gì bà gọi cũng có hỏi từ cái tre có còn. À cái chị ở trên Minh đúng rồi. Có khi lại thích cây này đấy. Em phải thử quan sát. Chị. Chị. Rồi em có số. Đấy gọi cho bà hôm trước bà thích cái cây tre tre đó. Đấy nó giống cây này đúng không? Cây này đẹp. Cây đẹp. Đấy. Tre lê khủng khiếp nhỉ. Trên ngà. Thử gọi bà chị khi bà ra luôn đấy. Tí nữa gọi Zalo cho bà ấy. Lâu không lưu số thì lưu Zalo. chờ chút thì gửi hình cho bà chị. Cái tre lạ. Xem cổ. Tre lạ. Sung. Cây này đẹp hơn cây hôm trước, cây này còn có gầm. Cây hôm trước nó chỉ là một cục, cây này nhiều chiều sâu hơn đấy. Hay nhỉ? Ô, ông lại bốc à? Ừ, lại bốc cây này.
hết triệu. Đấy. Đây được. Ông tỷ hôm nay ông ấy ôm một mớ. Đấy, cho vào đội luôn. Ok, cảm ơn nha. Cây cũng đẹp hơn. Sang xem cây của ông xem có cái gì mới không? Ông vừa mới cho về đội đây. Đấy. Giờ ông tỷ này bán bao tiền đây? Đấy, ông báo sót cái này. Vừa đấy ông báo sót cái này. Chắc kỳ cộng mấy trăm là lên đường. Vừa đấy mua 1 triệu, chắc 1,5 triệu, 2 triệu. Tùy. Các bác nhá, tị. Đang vận cái khách kìa. Đúng khách. Ôi, mua 1,5 triệu, giờ bán 2 triệu. À, chưa rồi. À, bán 2 triệu. Mua 1,5 triệu, bán 2 triệu. Ok rồi, có giá rồi. Chúc ông mau chóng lên đường nha. Lại làm việc tiếp, quay tiếp. Vừa nãy phải dừng máy để xem cái cây kỹ hơn. Tiếng đục thân thương lắm nhỉ. Nó nguyên bầu không ạ? Vừa mua cái dùi dao mới lắm. Bán lại. Ông nào thừa nào kỷ niệm cái nhá. Thay cái kia đi, thay cái cầu thang nào tặng cái. Đấy, bỏ cái đi. Nhá. Bỏ cái đấy. Rồi rồi ông ạ. Không nào kiếm em cái. Nghe tiếng hay đấy. Chắc đấy. Đánh. Em bán mà. À thế à? Lấy tặng cái. Bán à? Ơ, xong bao nhiêu em gửi? Đấy, đi có dễ có quả hôm nay lắm ông ạ. Đi lừa rồi. Hôm nay quay có gì thiếu sót các bác thông cảm, nhiều cái nó có nhiều cái cảm xúc nó lung tung và nó gặp anh em với lại nhiều khách xem. Có một số cái cây mình cần phải ngắm kỹ các bác, nên là không thể phục vụ đại trà các bác kỹ được, các bác thông cảm nhé. Các bác nào chửi thì cứ chửi đi nhé. Đây vẫn là cây của quản của nãy báo giá, thì các bác thích cây nào thì cứ alo. Ui ôi, cảm ơn. À, nhưng bao nhiêu gửi thật? Không tặng. Bán thật à? Bán ở chỗ nào ấy? Bán theo kéo đấy, ông đi với em đấy. À, hay quá. Tuyệt vời, xin cảm ơn. Cái này quý lắm đấy, công cụ hành nghề này thiếu là... Trước có một cái rồi nhưng mà con bé nó quẳng mất đi đâu. Nhìn nghe là nghiến. Đấy. Nhìn cây ngắn. Được, thôi, mình cũng... Cái bản nó to tí thì tốt nhỉ? Không, cái hơi to, ngắn. To đâu, mình toàn đục nhỏ. Thôi được. Cầm đây là, nó phải tầm này cái này. Ừ. Nó dài thôi, nó vỗ nhẹ. Đây là quay về bào bớt đi. Nhẹ, mình gõ nhẹ mà gõ từ. Ôi chào anh. Để cứ gửi lại đây để tí nữa về lấy nhá. Bác Cương nhá. Cương ơi, cứ để lại tí nữa về lấy nhá. Vâng. Hay quá. Tuyệt vời đấy. Lấy được quả lõi này luôn. Lõi. 50.000 một cái các bác nhá, đúng nhỉ? Đúng rồi. Anh em nào lấy thì alo bác Cương vừa nãy là được đấy. Ok, cái cột đục này cũng được đấy, con này được móc sướng lắm. Sắc sắc mà nó bền hơn cái loại này. Bền hơn cái loại kia, thép tiếc nó tốt hơn đấy. Làm bộ này đục sắc này, đục sướng đã, làm bộ này dắt lưng được không nào. Ok các bác, để tôi sang khu vực bên khác. Chỗ này rất nhiều cây nhưng mà bây giờ bị quay nó loạn luôn. Nhiều cây của nhiều người quá, bày ở đây. Cố gắng quay đến đâu thì quay các bác. Có cây Nguyệt Quế thì được thôi.
lên đường cây hoa sữa rồi bác. Ừ. Thế rồi anh em. Và anh em đỡ phải gờ gọi. Cây hoa sữa rồi lên đường rồi. Bán cho ông cụ này à? Đấy, cụ vừa nãy. Góc chợ này đẹp. Thời tiết bắt đầu rất là đẹp rồi. Mình lại có quay dở cái tùng à. Rừng ruối. Chỗ này tôi không biết cây của ai rồi con. Đấy. Đấy, cứ bảy cứ chi chít này. Một lách vào nhiều khi quẹt vào đổ cây mệt lắm. Cái lục vừng này là khá là đẹp. Đấy. Lách vào đây quay nốt cái mặt sau cái lục vừng này. Dòng này thì có vẻ là khó có hoa, lá nó hơi dài. Cái đôi bác tí. Ok bác. Cái này là xanh gì? Là xanh Nam Việt anh.